Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, dẫu biết luật nhân quả thì không chừa một ai, nhưng có nằm mơ các tên trộm cũng không thể ngờ rủi ro nghề nghiệp lại có thể đến sớm và bất ngờ như trong các tình huống dưới đây. Cư dân mạng đúng là chỉ biết cười bò trên sự đáng thương vừa đáng trách của những tên đạo trích xui tận mạng này. Tên trộm bị mắc kẹt kêu cứu trong cửa sổ nhà dân lúc nửa đêm. Khi bạn có năng khiếu tấu hài, nhưng dòng đời lại xô đẩy đi trộm cắp, chính là trường hợp của thanh niên này. Chả hiểu ăn ở kiểu gì mà đang hành nghề lại bị kẹt ngay tại cửa sổ thế kia cơ chứ. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mình. Theo đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2018, anh MX đang ngủ tại nhà trên đường Lê Hồng Phong thuộc khu 4, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, thì nghe thấy tiếng động ở cửa sổ nên thức giấc, mở đèn để kiểm tra. Mở cửa, anh X hoảng hồn khi nhìn thấy gã thanh niên Trần Như Nhậu đang mắc kẹt nửa trong nửa ngoài ở cửa sổ. Sự việc được trình báo lên công an phường. Ít phút sau, công an có mặt để giải cứu nam thanh niên này khỏi khung cửa sổ. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên Ngô Trung Tú, sinh năm 1986, trú tại khu phố 7, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. Tú khai chui vào lỗ nhỏ trên cửa sổ nhà anh X để ăn trộm nên cởi bỏ hết quần áo để khỏi vướng víu. Khi Tú chui vào được nửa người thì bị mắc kẹt. Được biết, Tú từng có tiền án trộm cắp, vừa thi hành xong án tù trở về địa phương thì ngựa quen đường cũ. Theo dõi đoạn clip, nhiều cư dân mạng phân vân không biết nên thả biểu tượng cảm xúc nào thì phù hợp, bởi tình huống này thực sự rất ngang trái. Một số người hài hước cho rằng nam thanh niên này đi ăn trộm quên xem ngày, hay có bình luận lại bảo ăn trộm là nghề nghiệp không dành cho người kém tính toán. Trộm mắc kẹt chân vào cửa, phải chờ cảnh sát đến cứu. Có lẽ chưa từng có tên trộm nào xui xẻo như tên trộm này. Kế hoạch lẻn vào khoáng sạch cửa hàng của hắn ta đã bị tan tành mây khói do trúng bẫy của một chiếc cửa cuốn. Đúng là đời mà, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Vào buổi sáng đầu tuần, người dân ở khu phố nhỏ thuộc thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã vô tình ngạc nhiên khi bắt gặp một người đàn ông nửa thân trần nằm trên vỉa hè với một chiếc chân bị kẹt trong cánh cửa cuốn một cửa hàng bên đường. Cảnh sát được mời tới và cuối cùng sự việc sáng tỏ, đó là một tên trộm định lẻn vào cửa hàng khi người bán hàng rời khỏi. Theo suy tính của hắn ta, thì lúc người bán hàng phi xe ra khỏi cửa hàng vào lúc 4 giờ sáng, chiếc cửa cuốn sẽ từ từ hạ xuống. Lợi dụng khoảng thời gian này, hắn sẽ chui vào trong cửa hàng để trộm cắp. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tên trộm đã không thành công ngay từ lần đầu chui vào trong nên loay hoay mất một lúc. Chiếc cửa cuốn tự động đã hạ xuống và kẹp cứng bàn chân của y, phá hoại hoàn toàn kế hoạch trộm cắp. Tên trộm đã cố gắng giãy giụa tìm cách rút chân ra khỏi chiếc cửa mà không thành nên đành phải nằm yên chờ người đến giải cứu. Tên trộm xui xẻo gặp tai nạn nghề nghiệp được cư dân mạng truyền tai nhau chia sẻ mạnh mẽ. Tình huống chéo ngoe này làm những người dân tại nơi xảy ra sự việc lẫn dư luận đều chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm. Thân là nữ nhi nhưng đam mê cảm giác mạnh là đây chứ đâu. Đu trên trần nhà hàng tiếng đồng hồ như chị thì chắc chỉ có người nhện mới làm được thôi. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nữ đạo trích vì cố đột nhập vào nhà người dân bằng cách treo từ mái nhà vào mà bị mắc kẹt và đu trên trần nhà tới hàng tiếng đồng hồ mới bị phát hiện. Bắt gặp cảnh tượng đó, chủ nhà hô hoán cho người dân xung quanh cùng biết và chạy tới giải quyết sự việc. Mọi người bảo nhau kê ghế giúp đỡ tên trộm kia được xuống dưới một cách an toàn, và phản ứng sau đó của họ mới chính là điểm nhấn khiến clip lan truyền mạnh mẽ đến thế ngay trong đêm. Sau khi giải cứu tên trộm, mọi người đã xúm lại tra hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có một câu mắng chửi gay gắt nào. Thậm chí khi thấy tên trộm lả đi vì mệt, một người phụ nữ còn kêu lên lấy nước cho nó uống đi rồi lo lắng. Tay nó chắc không bị gãy đâu, chắc chỉ bị tê quá thôi, trèo lâu quá vậy mà. Chắc hẳn ai nghe xong những lời hỏi han ân cần ấy cũng phải cảm động và khâm phục cách xử sự đầy tình người của người dân quanh khu vực đó. Con gái sao mà ác quá vậy con, chi mà khổ vậy con. Cỡ này lành lặn đi làm ăn kiếm tiền chứ con trèo đục chi vậy con. Dù rất tức giận khi bị trộm đột nhập vào nhà lấy đồ, nhưng cách cư xử văn minh và đầy tình người của chủ nhà trong clip hẳn nhiên nhận được sự cảm mến của phần đông người xem. Hóa ra trong cái phẫn nộ tức giận lại có tình người đẹp đến thế. Tiếp tục là pha tấu hề đến từ vị trí nước bạn Ấn Độ. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà người đàn ông lại có thể kẹt cứng giữa bức tường và cây ATM. Khi cảnh sát đến nơi, ai nấy đều không nhịn cười khi chứng kiến cảnh tượng cháo ngoe này. Theo đó, hồ sơ từ phía cơ quan chức năng cho biết ngày 5 tháng 8, cảnh sát thành phố Chennai nhận được tin báo từ phía người dân về việc có người lấy trộm tiền từ ATM. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để tóm gọn thủ phạm. Tuy nhiên khi đến nơi, ai nấy cũng phải phì cười vì tên trộm đang trong tình trạng không thể thảm hại hơn. Tên trộm chỉ có một nửa thân trên thò ra ngoài vì anh ta đang bị mắc kẹt trong bức tường phía trên cây ATM. Sau một khoảng thời gian tìm cách giải cứu, người đàn ông đã được đưa ra ngoài an toàn và đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan chức năng, người đàn ông khai báo tên là Em Upendra Roy, công dân của quận East Champaran thuộc bang Bihar. Roy làm việc trong một công ty sản xuất thức ăn gia cầm tại quận Namakkan, bang Tamil Nadu. Trước khi xảy ra vụ việc, Roy có uống rượu và khi đi qua cây ATM thì nảy sinh ý định lấy trộm tiền. Sau khi tháo được một khe trên cây ATM, anh ta cố gắng chui vào bên trong chiếc máy rút tiền tự động để lấy tiền, nhưng chưa đạt được mục đích thì phát hiện bản thân bị kẹt. Sau một hồi loay hoay không thể tự thoát ra, Roy gào thét cầu cứu sự trợ giúp từ những người xung quanh. Khi người dân phát hiện tiếng cầu cứu và đến kiểm tra thì vội vã gọi điện báo cảnh sát. Tên trộm có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình có một ngày lại rơi vào tình cảnh oái oăm trong lúc đang hành nghề như vậy. Thôi thì lần sau nhớ chưa nhé anh giai ơi. Đi đêm lắm có ngày gặp mà, lúc leo lên thì hết mình, nhưng lúc leo xuống thì đúng là hết hồn. Cuối cùng tên trộm này vẫn phải ngậm ngùi chờ cảnh sát đến giải cứu và đưa về đồn. Cảnh sát thành phố Bangalore, thủ phủ bang Karnataka Ấn Độ cho biết họ đã tạm giữ Suhanbi, một công dân xây dựng vì nghi ngờ trộm cắp sau khi tóm được anh này đang đột nhập một căn nhà. Suhanbi đã leo lên cửa sổ tầng 3 của một căn nhà lúc sáng sớm 23 tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, anh này không thể vào bên trong do cửa sổ có lắp lưới bảo vệ. Ngồi trên cửa sổ mà không biết cách trở xuống, Suhanbi sợ hãi, gọi người đi đường cứu. Những người này lập tức báo cho gia đình sống trong ngôi nhà. Khi biết chuyện, gia chủ lại gọi cho cảnh sát và đội cứu hỏa. Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy hai lính cứu hỏa bắc thang để hỗ trợ Suhanbi leo xuống, trong khi một đám đông tò mò đứng xung quanh theo dõi. Dường như kiệt sức, Suhanbi vội ngồi thụp xuống thở và uống một ngụm nước. Anh này sau đó được đưa về đồn cảnh sát để điều tra. Câu chuyện giải cứu ăn trộm này là chủ đề được dân tình bàn tán khắp mạng xã hội. Nhiều người còn lầy lội đến mức thắc mắc mức án nào dành cho tên trộm số nhọn này khiến ai nấy đều không nhịn được cười. Còn các bạn nghĩ sao về các vụ trộm hài hước trên? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Xin chào, hẹn gặp lại trong video lần sau.